chư bang và khổ tặng cho phụ nữ miền Nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang đưa cây tre dẫn diêu dàng xoa tóc dài sông quê khi gian nguy đến trước quân thù thành gậy tầm vong thành báo dương phụ nữ Việt Nam rất tự hào về truyền thống vẻ vang thân xứng danh với tám chữ vàng và khổ tặng cho phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang thành gậy tầm vong thành báo dương
chữ vàng Bác Hồ tặng cho phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang anh hùng bất khuất trung hậu Bye.
em hôm nay là ngày kỷ niệm của ngày hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1924 hội phụ nữ chợ Phủ Lý tiến hành tổ chức kỷ niệm và giao lưu liên hoan để chào mừng ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Đến dự hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu anh Hoàng Hiệp và cháu Quang Huy. Cháu Quang Huy đến dự với chị em chúng ta ngày hôm nay, nhiệt liệt hoan nghênh. Và sau đây thì xin mời các chị em chúng ta cùng liên hoan và vui văn nghệ trong ngày vui của hôm nay là ngày hôm nay được bắt đầu. Nào, chúc mọi người 20 tháng 10 thật là vui vẻ. Bác Hiệp ơi, anh em mấy đàn ông 20 tháng 10 nằm dưới bắt đầu hô nào. 1, 2, 3, hô!